Liên quan đến vụ giết người chôn xác trong bê tông gây xôn xao dư luận, sau 4 tháng bị bắt, 4 nữ nghi phạm giết 2 người đàn ông tại huyện Bào Bàng bị đưa tới hiện trường để thực nghiệm vào sáng 18 tháng 9. Hiện trường là căn nhà cấp 4 tại xã Phước Hưng. Dù mưa lớn nhưng hàng trăm người đứng từ xa theo dõi buổi thực nghiệm kéo dài gần 3 tiếng. Theo đó, 4 người bị khởi tố về hành vi giết người gồm Phạm Thị Thiên Hà, Trịnh Thị Hồng Hoa là mẹ của Hà ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên ở thành phố Hồ Chí Minh, Lê Ngọc Phương Thảo quê Tiền Giang. 4 nữ bị can được xe cảnh sát chở đến trước cổng ngôi nhà số 90 thực nghiệm hiện trường. Vật dụng để chuẩn bị thực nghiệm là một thùng nhựa màu xanh, một cái cuốc, một cái chiếu và nhiều dụng cụ khác. Quá trình thực nghiệm trời mưa lớn nhưng công tác bảo vệ hiện trường được thực hiện nghiêm ngặt. Trước đó, nhóm Hà cùng nạn nhân Trần Đức Linh quê Nghệ An và Trần Chí Thành quê thành phố Hồ Chí Minh sinh hoạt trong một giáo phái lạ. Trong quá trình tu luyện, do không chịu nổi kham khổ nên ông Linh đã nhảy lầu trốn rồi tử vong sau đó. Tiếp đó, nhóm Hà sát hại Thành bằng cách kích điện vì cho rằng anh này bị quỷ lấn át phần người. Hai thi thể để trong phòng nhiều ngày, sau đó phi tang trong thùng nhựa, ướp trà và đổ bê tông vào để tránh mùi hôi.